Đường sắt Nhổn, ga Hà Nội có nên khai thác trước đoạn trên cao hay chờ đồng bộ? Dự án đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội đã đạt hơn 74% tiến độ tổng thể. Riêng đoạn trên cao đạt khoảng 95% và dự kiến sẽ đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Ân cho biết, nếu như đoạn trên cao hoàn thiện tất cả các mặt thì chúng ta nên mạnh dạn khai thác, bởi không biết đến bao giờ mới khoan xong hơn 4 km ngầm còn lại. Việc khai thác đó tạo thêm cú huyết khích lệ giao thông đường sắt đô thị, trình độ quản lý, vận hành tuyến đường sắt, đội ngũ nhân viên, vận hành sẽ trưởng thành hơn. Metro Nhổn, ga Hà Nội, mức độ hiện tại tương đương với Metro Suối Tiên. Nếu chúng ta vận hành được 8 km trên cao này, sẽ là hiện trường tốt nhất cho Metro Suối Tiên tiếp cận. Có thể dùng tuyến này để hỗ trợ đào tạo cho tuyến Metro Suối Tiên. Công việc đào tạo để vận hành đường sắt đô thị rất khó khăn, tốn kém, nên nếu chúng ta tận dụng cơ sở này để đào tạo, thực tập thì tiết kiệm rất nhiều chi phí cho nhà nước. Trả lời về câu hỏi, để dự án này đưa vào khai thác chính thức, cần phải đảm bảo đủ điều kiện gì? Ông cho biết, đầu tiên, gói thầu xây dựng và hoàn thiện đê bót phải hoàn thành xong, bởi đê bót gồm trung tâm điều hành chạy tàu. Nếu không có trung tâm và nhà thầu không kết nối, lắp đặt các phần mềm điều khiển, chỉ huy chạy tàu theo tư vấn thiết kế thì sẽ không thể làm được. Việc này cần được thể hiện bằng quá trình thử nghiệm của chính dự án và trong quá trình đào tạo nhân viên và các tài xế điều khiển đoàn tàu. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ của đê bót theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội là đang được khẩn trương hoàn thành, mà phải hoàn thiện tất cả các hạng mục mới có thể đưa vào vận hành. Nên tôi cũng phân vân, không biết hạng cuối năm đưa vào vận hành 8 km trên cao có thực hiện được không?